Em xin chào tất cả mọi người nhá, chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc. Đấy, hôm nay nhà vườn em lại lên một số những mặt hàng mà thuần tại vườn cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên đó một giò hoàng thảo kèn Lai Châu. Hoàng thảo kèn Lai Châu, giò này gồm có 3 thân các bác nhá, 3 thân dài đều hơn 20 hết rồi các bác nhá. 3 thân đều dài hơn 20 hết rồi. Mã số 282 có giá là 350.000 nhé. 350.000 mã số 282. Giò tiếp theo em lên đó là giò hoàng thảo kèn Lai Châu nữa, tất cả được 5 mầm, 1 2 3 4 5 thân hoa nhá. Thân dài từ 20 đến tầm khoảng 23 25 nữa các bác nhá. Mã số 330, 330 có giá là 500.000 nhá, 500.000 cho 5 thân kèn này ạ. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhá. 5 thân này thì sang năm các bác làm 10 mầm gốc thì thành một giò rất là to rồi. Giò tiếp theo em lên đó là một giò đùi gà tròn, mã số 354 có giá là 200.000 nha các bác nhé, 200.000 giò đùi gà tròn đấy. Đấy, thân rất là to, mập đầy toàn đây, tất cả đều là thân hoa của nó đây nha các bác nhé, thân hoa của nó năm nay đây ạ. Giò đùi gà tròn tiếp theo, mã số 353 cũng có giá là 250.000 các bác nhé, 250.000 đây, tất cả đều là thân hoa đây, năm nay cứ phải rực rỡ mùa hoa luôn. Đấy, cây thắt ngọn sớm như thế này rồi thì những cái bác mà khí hậu mà nó nóng nóng một tí thì nó sẽ ra hoa, sẽ vào Tết nha các bác nhá. Mã số 353 có giá 250.000. Đấy, nó là một giò long tu đá xịt hồ, mã số 309 có giá 160.000. 309 160.000. Đấy. Hàng bây giờ đang bắt đầu thắt ngọn để chuẩn bị cho ra hoa rồi các bác nhá. Tiếp theo mã số 307 có giá 160.000. Đấy, năm nay không biết là thời tiết khí hậu như nào mà đến mùa này, đến tầm này mà đã cây đã thắt ngọn phình thân hết rồi. Những năm trước thì mùa này cây vẫn đang đi ngọn đi mầm. Mã số 308 có giá 160.000 nhé. Tiếp theo mã số 335. Đây là một giò thanh đạm nha các bác nhá, thanh đạm. Dòng thanh đạm này thì hoa của nó dài từ 30 đến 40 cm. Đấy, vào hoa của nó rất là thơm, mùi thơm cũng giống như mùi sữa nha các bác nhá. Mã số 335 có giá là 200.000. 200.000. Giò thanh đạm này thì cũng trồng được tuần được hơn một tháng nay rồi thì cây cũng đã rất là ổn định rồi các bác nhé. Đấy, bảo đảm bảo hành cho các bác là ra ít nhất nó phải tầm khoảng 15 còng hoa. Đây, tiếp theo đây một giò tác phẩm. Đây, giò để trấn vườn đùi gà. Mã số 359 có giá là 700.000 nha các bác nhé. Giò đùi gà quá là to luôn các bác, rất là to luôn. Đấy, giò này thì về các bác treo trấn vườn rất là đẹp nha các bác nhé. Một giò tác phẩm rất đẹp, mã số 359 700.000 đùi gà tròn. Tiếp theo lên nó một giò thập hoa, mã số 331 có giá là 180.000 nha các bác nhá, 180.000 phần trên một cái đĩa dớn đây của ba kỳ xem đấy. Tùm rất nhiều mầm gốc luôn nhá, rất nhiều mầm gốc luôn. Mã số 331 180.000, 331 180.000. Tiếp theo lên đó là một giò kiều mỡ gà Lai Châu. Mã số 349 có giá là 280.000 nhé. 349 280.000 kiểu mỡ gà. Cây phần khá đẹp rồi. Tiếp theo lên đó một giò kiểu tím. 2 4 đấy, thân dài 60 cm nhé. Tất cả đây. Giò rất là to các bạn, giò rất to luôn. Rất nhiều thân lá đây. Mã số 351 có giá là 450.000, 450.000 nhé. Đang lên thêm được 4 cái mầm non đây nữa. Đấy. 450.000 mã số 351 kiều tím. Tiếp theo lên đó một giò kiều vàng. Mã số 350. Mã số 350 có giá là 250.000 nha các bác nhá. 250.000 cho cái giò kiều vàng này, mã số 350. Đấy, một giò rất là dày thân, rất nhiều thân đây các bác này, toàn thân tơ nhá, 250.000 ạ. Giò kiều vàng tiếp theo. Đấy, mã số 348 có giá 200.000 nha các bác nhá. 348 200.000 kiều vàng. Đấy. Nhà em thì các bác thì cứ bảo hỏi bao cước thì thật sự với các bác thì nhà em bao cước những đơn từ 500.000 đổ lên nha các bác nhá. Anh chị em nào có muốn bao cước thì mua những đơn hàng tầm từ 500.000 đổ lên em sẽ bao cước cho mọi người. Đấy, mã số 303 có giá là 330.000, cũng là giò kiều tím ạ. Đấy, giò kiều tím 330.000 nhá, 303. Đấy. 330.000 mã 303. Tiếp theo lên đó là một giò phượng vĩ. Giò này được 2 4 5 6 7 8 9 10 11 cây nha các bác nhá.
11 cây mã số 358 có giá 150.000 ạ. 150.000. Phượng Vĩ. Giò tiếp theo em lên đó là một giò kiều dẹt mã số 352. 352 có giá là 500.000 các bác nhá. 352 có giá 500.000. Đấy, đây giò kiều dẹt, giò này rất là to. Giò rất to, 500.000. Kiều dẹt thì sẽ đến gà dẹt mã số A15 có giá là 220.000, 220.000 gà đi gà dẹt. Rất nhiều thân nha, toàn thân tơ hết các bác nhá, toàn thân tơ, thân lá hết đây. Giò tiếp theo cũng một giò kiều dẹt nữa. Mã số 135 có giá 250.000. 250.000 kiều dẹt. Đấy, còn trên một cái chậu nhựa phi 14 đây. Tiếp theo hôm lên đó là một giò kim điệp xuân. Còn xung quanh trên một cục gỗ dài hơn 20 phân thì các bác nhé. Đấy, cây rất là đẹp đây rồi. 170.000 mã 05. 05 170.000. Tiếp theo một giò đai châu. Đai châu. Đấy, gồm có 2 cây. 2 cây nha, mã số 218 có giá 380.000. Đai châu nhiều màu ấy các bác. Đấy, đai châu Thái nhiều màu nha các bác nhé. Dòng hoa lở vào Tết đây. Mã số 218 380.000. Tiếp theo lên một giò đuôi chồn mã số 333 có giá là 300.000. Giò này gồm 12 cây nhau nhé. Mã số 333 12 cây 300.000 đuôi chồn. Bộ rễ thì rất là khỏe rồi ạ. 300. Tiếp theo lên nó giò đuôi gà. Giò rất là to các bạn. Đấy. Nhìn miên man luôn. Giò này phải hơn 20 thân nha các bác nhá, hơn 20 thân. Mã số A56 có giá là 500.000, 500.000. Tiếp theo cũng một giò Phượng Vĩ nữa, giò này cũng được 11 cây. 11 cây nha các bác nhá. Mã số 357 có giá là 150.000 nhá, cũng 150.000. Đấy, Phượng Vĩ 150.000. Giò tiếp theo lên một giò trầm rồng đỏ, mã số 338 có giá 230.000. Giò này được 1 2 3 4 5 6 7 8 cây nhé. Giò này được 8 cây. Đấy. 8 cây trầm rồng đỏ mã số 338 có giá 230.000. Giò trầm rồng đỏ tiếp theo, giò này được 1 2 3 4 5 6 7 cây. Đấy, nhưng mà cây này giò này được 1 2 3 4 cây này dài hơn nhé các bác nhá. 4 cây dài. 2 này, 4 này, 6 này, gần 60 cm. Mã số 345 có giá là 230.000, 230.000 trầm rồng đỏ. Tiếp theo mã số 341, đây là giò đuôi cáo. Rễ rất là dài ạ. Mã số 341 cáo có giá 300.000. 300.000 nha các bác nhá. 3 cây này là 300.000, mã số 341. Tiếp theo mã số 347, đây là giò đơn cam. Giò này em bán may giá là 300.000 nha các bác nhá. 300.000. Đấy. 300.000 giò đơn cam ạ. Tiếp theo em lên đó là một giò Long Tu Xuân Di Linh. Long Tu Xuân Di Linh. Dòng hoa lở vào Tết đây các bác nhá. Cây rất là dài đây này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Đây có ngọn được hơn 1 mét rồi. Còn ngọn 1 mét thì rất là nhiều đây. Mã số 343 có giá 600.000 nha các bác nhá. Đây những cái lá này thật sự với các bác này, đấy cào cào nó cắn đây. Đấy, cào cào nhà nó cắn đây các bác này. Mã số 343 có giá 600.000, 600.000 này. Tiếp theo một giò trầm cổ. Giò này gồm 1 2 3 4 5 6 được 7 cây. Mã số 342 có giá là 230.000, 230.000 trầm cổ các bác nhé. 230. Tiếp theo là một giò Dendro Mili tím nha các bác nhá. Dendro Mili tím. Giò này rất là to. Mã số 337 có giá là 380.000 nhé. 337 có giá là 380.000. Dendro Mili tím. Đấy. Giò tiếp theo là một giò Sơn Thủy Tiên. Mã số 311 có giá là 300.000 ạ. 311 300.000. Sơn Thủy Tiên trồng trên một cái chậu lục gỗ rất là đẹp đây.
mã số 311 có giá 300.000. Giò tiếp theo là một giò Dendro đỏ nha các bác nhá, Dendro đỏ mã số 339. 339 giò này rất nhiều thân, thân thì nó rất là to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, được 10 thân nha các bác nhá, 10 thân hoa đây. 10 thân hoa rất là đẹp rồi các bác ơi. 400.000 nha các bác nhá, mã số 339 400.000. Giò cuối cùng hôm lên đó là một giò đuôi gà dẹt Lai Châu của anh em người dân người ta trồng nha các bác nhá, của anh em người dân người ta thuần đây. Mầm quá là đẹp luôn này. Đấy. Toàn mầm tơ rồi các bác này. Mã số 340 có giá 350.000. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em kết nối Zalo nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.